Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính của chương trình. Xin mời giáo sư Mai Tan và tiến sĩ Trần Hiệp Sơn. Thưa quý vị, theo dự kiến chúng tôi thì phần trình bày của giáo sư sẽ chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta sẽ có 1 tiếng rưỡi để chúng ta sẽ trao đổi. Giáo sư đã có một buổi nói chuyện rất thành công ở ngoài Hà Nội, nhưng đội ngũ ở ngoài Hà Nội thì chủ yếu là các vị làm quản lý nhà nước và các vị về nghiên cứu. Còn đây cũng chúng ta doanh nhân, tôi nghĩ là chúng ta sẽ buổi thảo luận rất là lý thú, và chúng ta sẽ chứng tỏ cho thấy là tinh thần khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ở đây có một chút gì đó khác biệt với các vị nghiên cứu trong các học viện ngoài Hà Nội. Xin chào Việt Nam. Thank you all for coming. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến buổi hôm nay. Your Excellency Ambassador Mehrab Anon Chakhar, my new friend Jian Tu Phung, and honored guest. Tôi rất hân hạnh được có sự có mặt của Đại sứ Zen Mehrab Chakhar và người bạn mới của tôi là anh Sản Tư Trung của Face và tất cả các bạn ngày hôm nay. Ambassador Chakhar came to your country as a backpacker. Đại sứ Zen và Mehrab Chakhar đã đến Việt Nam đầu tiên với là người du lịch Tây Ban Lô. Dù lại không phải là Tây ạ, Israel, Tây Ban Lô. She loved your country very much. Và rất yêu đất nước Việt Nam. And she's come back now as our ambassador. Đã trở lại như một vị đại sứ. I've been in your country since Sunday. Tôi mới ở đến các bạn từ ngày chủ nhật vừa rồi. And I know that your country is a beautiful country and the people of Vietnam are beautiful people. Tôi thấy các bạn đất nước của bạn thật là tuyệt đẹp và con người của các bạn cũng thật là đẹp. So I understand our ambassador and her desire to return. Và tôi hiểu được cái mong muốn của bà đại sứ trong việc trở lại Việt Nam. Let me begin by giving you an examination. You didn't know you were going to have an exam today. Cho phép tôi bắt đầu bằng một cái cuộc thi, cuộc thử, một cái bài test. I'm a professor, I have to give exams. Tôi là giáo sư, tôi thường phải đưa ra các bài thi. How many of you have started a business? Trong số các bạn ai đã khởi sự kinh doanh? Mọi người giơ tay cao lên chút ạ. Wow. Look at that. How many of you plan sometime in the future to start a business? Trong số các bạn có ai sẽ dự định sẽ khởi nghiệp? Wow. So Ambassador Chakhar was right. There is entrepreneurial spirit here in Vietnam, a lot of it. Và như vậy là đại sứ Chakhar đã đúng. Tinh thần khởi nghiệp của Việt Nam rất cao. I just had lunch with a truly great entrepreneur, my new friend Trung. Tôi vừa có một bữa ăn trưa với hai người khởi nghiệp lớn, đấy là anh Trung. I've met many, many entrepreneurs over the years. I've only known Trung for 1 hour, but he is one of the most charismatic entrepreneurs I've ever met. Tôi đọc rất nhiều những người khởi sự ở trên thế giới, nhưng mà có lẽ anh Trung là một trong những người mà rất là quyến rũ, người khởi sự đầy quyến rũ, charismatic. 13 years ago, Trung borrowed some money and started PACE, the Institute for Management and Leadership. Và 13 năm trước thì anh Trung đã vay tiền để khởi nghiệp sự nghiệp của mình, đó là công ty Face chuyên về đào tạo về lãnh đạo và quản lý. Since then, he has taught 80,000 graduates. Và từ ngày hôm đó thì anh đã đào tạo được 80,000 người. And they have changed Vietnam. Và chắc chắn là họ sẽ thay đổi Việt Nam. So I would like to suggest all of you who raised your hands who have started a business or who will start a business, talk to my friend Trung.
Vâng, tôi đề nghị tất cả các bạn đã giơ tay thì các bạn là những người khởi sự và các bạn sẽ khởi sự đã giơ tay thì hãy nói chuyện với anh Trung. He will give you very good advice. Và anh ấy sẽ cho các bạn những lời khuyên rất là tuyệt vời. Trung typifies who is a true entrepreneur. Here is the acid test, the test for being an entrepreneur. Đây là sẽ là một cái bài test thế nào là một người khởi sự. Anh Trung là một ví dụ điển hình về một người khởi nghiệp. Trung's desire for success to change the world was bigger than his fear of failure. Mong muốn thay đổi thế giới của anh Trung lớn hơn cái sự sợ hãi khi phải làm việc đó. If your fear of failure is bigger than your desire to change the world, do not start a business. Nếu bạn cái sự sợ hãi của bạn lớn hơn mong muốn của bạn làm điều gì đó thì bạn không nên khởi nghiệp. But if you are passionate about changing the world more than you're afraid, start a business. Nhưng nếu bạn thực sự quyết tâm làm điều gì đó để thay đổi, cái điều đó lớn hơn cái nỗi sợ của bạn thì bạn hãy nên khởi nghiệp. I would like to be very honest with this audience. Tôi rất muốn là thành thực với tất cả các bạn ở hội trường này. I've been in your country since Sunday. Tôi ở đây mới từ Chủ nhật. I'm supposed to tell you some lessons from Israel about what Vietnam should do. Thế mà tôi lại được trông đợi là nói là Việt Nam cần phải làm gì. But I know very little about tôi lại biết rất ít về nước các bạn. So how in the world can I give you honest advice? Thế thì làm sao mà tôi có thể cho các bạn những lời khuyên tốt được? So I have only two responses to that. Tôi chỉ có hai câu trả lời cho cái câu hỏi này. The first is, you know what Vietnam needs to do. You all know. Thứ nhất là các bạn tất cả đều biết rằng Việt Nam cần cái gì. I will simply tell you things that you probably all know. Và tôi nghĩ là các bạn đều hiểu này. But the second thing is, sometimes when an outsider comes, looking at Vietnam with fresh eyes, sometimes you may learn something new. Nhưng mà nếu là từ ai đó đến đất nước các bạn không biết về Việt Nam, họ có thể nhìn với một con mắt khác và có thể đem đến những điều mới mẻ. I think I may have some surprises for even this knowledgeable audience about Vietnam. Tôi nghĩ là tôi có thể đem cái điều gì đấy bất ngờ cho khán phòng mà rất là hiểu biết như các bạn đấy. Some of you may have to leave early in order to run your businesses or to go and start a business. Một số các bạn sẽ phải rời đi để mà khởi nghiệp, để làm công việc gì đó, có thể là khởi sự công việc gì đấy của bạn. So I will summarize my whole talk in one sentence. Và tôi sẽ tổng kết tất cả điều tôi nói trong một câu. Big companies usually fire workers to reduce costs. Thường thường các công ty lớn thì cho người ta nghỉ việc để giảm chi phí. Sometimes big companies hire more workers, but they become inefficient and fail. Và các công ty lớn thì khi mà đôi khi họ cũng thuê thêm người, nhưng mà công ty trở nên là chi phí nhiều hơn và họ thất bại. So jobs, new jobs, good jobs do not come from big companies. Cho nên là những công việc tốt lại không xuất phát từ công ty lớn. Startups create tremendous imaginative new innovative products. Những công ty khởi nghiệp, những công ty mới, công ty nhỏ là những công ty mà tạo ra sản phẩm với trí tưởng tượng rất cao, những sản phẩm cực kỳ tốt. They scale up and hire more and more people. Họ tăng trưởng quy mô và họ thuê nhiều người hơn. Every country needs job creation. Tất cả các quốc gia thì đều muốn tạo ra nhiều công việc hơn. Especially for young people. Đặc biệt là cho các bạn trẻ. So the future of Vietnam and employment in Vietnam depends on you and the businesses that you will start. Và cái tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào việc là tạo ra nhiều công việc cho thế hệ trẻ. And I will expand on that during my talk. Và tôi sẽ triển khai cái ý tưởng này trong cái phần trình bày của mình. Next slide. On the face of it, Vietnam and Israel are completely different. Nói chung thoạt nhìn thì Việt Nam và Israel là hai nước hoàn toàn khác nhau.
you have 10 times more people. Đất nước các bạn có dân số gấp 10 lần chúng tôi. And you have 15 times more land. Và 15 lần đất nước 15 lần rộng hơn. You are an elephant and we are a mouse. Các bạn là voi, chúng tôi là con chuột. But actually we are very very similar, our two peoples. Thật ra là chúng ta rất giống nhau, đặc biệt là về con người. The first Vietnam king became king roughly around the time when we were building our holy temple in Jerusalem, the first one. Và vị vua đầu tiên của Việt Nam hình thành cái đất nước Việt Nam thì là đúng khoảng thời gian mà người vua Do Thái lập ra cái nhà thờ ở Jerusalem, và cái đánh dấu sự ra đời của nước Do Thái. The people of Vietnam are very hardworking, like Israel. Người Việt Nam cũng làm việc rất chăm chỉ như người Israel. The people of Vietnam are very stubborn, as Israelis are. Rất là bướng bỉnh, cũng giống như người Israel vậy. And the people of Israel and Vietnam have fought very, very hard for their freedom and their independence. Việt Nam, người Việt Nam cũng đấu tranh rất lâu rất nhiều vì nền độc lập của mình. And we're similar in one more way. Both Israel and Vietnam have a growth mindset. We want to grow, to innovate, and to develop our countries. Và đặc biệt là ta giống nhau ở chỗ là cả hai đất nước đều mong muốn tăng trưởng, phát triển và có cái tư duy về tăng trưởng và phát triển. So despite the difference in size, there are major similarities, and that's why some of our experience in Israel perhaps is relevant to young Vietnamese. Như vậy mặc dù chúng ta khác nhau thì có rất nhiều điểm chung mà chúng ta có thể học hỏi từ nhau. Let me try to surprise you, perhaps. Hãy cho tôi được làm cho các bạn ngạc nhiên. Vietnam is a world leader in innovation. Việt Nam là đất nước hàng đầu về sáng tạo. I will persuade you. Em thuyết phục các bạn. Some of you are smiling and chuckling. Các bạn thì có thể là cười. It's true. Nhưng mà đấy là sự thật. There is something called the Global Innovation Index, which measures innovation in 200 countries. Có một cái khái niệm gọi là chỉ số về sáng tạo toàn cầu được đo cho khoảng 200 quốc gia. In terms of innovation output, Vietnam ranks 47th. Về kết quả của sự sáng tạo thì Việt Nam đứng thứ 47. 47. In innovation inputs, resources, investment in innovation, Vietnam is only 100. Và về cái đầu vào của sáng tạo thì chỉ là đứng thứ 100. Đầu ra kết quả thì thứ 47 đầu vào 100. But look at the blue dot. Hãy nhìn ra cái dòng màu xanh. In terms of innovation efficiency, how efficient you use your resources to create innovation, Vietnam is fifth in the world. Và nếu mà tính về sự hiệu quả của việc đầu tư vào nghiên cứu thì Việt Nam đứng thứ 5. And my friend, my good friend and my former student, Dr. Tran Nguyen Song, knows this because his company, Vietsoft International, cooperates with IBM and employs talented software engineers in Vietnam who are very, very good and very efficient. Mà bạn tôi, xin lỗi tôi, là đã thành lập cái công ty Vietsoft quốc tế, đã làm việc với IBM hơn 10 năm và đã có những kỹ sư làm rất giỏi.